Tôi sẽ cho các bạn xem nhanh những bước thực hiện tương tự cho nền tảng Android. Giờ tôi sẽ đổi sang máy Windows và đây là Unity Hub. Tôi sẽ install bản Unity mới nhất và hãy đảm bảo là bạn chọn bản cài đặt chính thức có chữ S thay vì chữ A hay là chữ B dành cho Alpha và Beta như bên dưới. Và nhớ là phải chọn cài đặt thêm nền tảng Android và đánh vào hai ô này để tự động cài những công cụ Android SDK và NDK cần thiết cho bản build. Và nó cũng tiện lợi vì bạn không phải tự đi tìm bản Android SDK và NDK phù hợp với bản Unity này vì nó ở đây sẵn luôn để cho bạn chọn rồi. Ok, khi cài xong thì tôi sẽ đổi sang tab Project và bắt đầu tạo project mới. Đặt tên là AI Foundation Webinar. Ok. Đầu tiên thì tôi sẽ mở Preferences ở đây lên, chọn một External Tool. Như tôi đã đề cập thì Unity đã tự cài sẵn cho bạn phiên bản Android SDK và NDK phù hợp. Ta có thể thấy đường dẫn ở đây, thay vì như trước đây thì bạn phải tự đi kiếm và cài cho phù hợp với bản Unity, rất là mất thời gian và dễ xảy ra lỗi. Giờ tôi sẽ đổi sang Platform Android. Khi xong thì tôi sẽ làm y chang lúc thiết lập bên iOS. Bây giờ tôi sẽ cài đặt những package cần thiết. Ta mở Package Manager lên và ta sẽ tìm đến AR Foundation và đây, và cài phiên bản mới nhất. Sau đó thì tới package AR Core SR Plugin và cũng cài phiên bản mới nhất này. AR Core là dành cho Android. Ok, bây giờ tôi sẽ tạo một cái AR Session Origin và sau đó tạo một AR Session và xóa camera mặc định trong scene đi. Điểm hay của AR Foundation là bạn không cần phải tạo hai project riêng, một cho iOS, một cho Android, mà chỉ cần thiết lập một lần như thế này là nó có thể chạy được trên cả hai nền tảng. Ok, bây giờ tôi lưu scene này lại và add nó vào danh sách build và tôi sẽ bấm build thử. Ở đây bạn sẽ thấy có lỗi trong console, đó là vì thiết lập bản Android tối thiểu đang là level 13, trong khi có chỉ hỗ trợ level 24 trở lên. Tôi sẽ chỉnh lại cho đúng và tôi cũng chỉnh lại tên package cho đúng luôn. Bây giờ build lại lần nữa thì có thêm một lỗi khác. Cái này thì liên quan đến Graphic API, ta cần phải bỏ Vulkan ra khỏi danh sách vì AR Foundation chỉ hỗ trợ OpenGL ES3. Bây giờ thì ta đã build thành công rồi, ta có thể dùng file APK này để cài lên thiết bị. Hiện tại thì tôi không có thiết bị Android cho nên là chỗ này đang chưa có hiện ra được thiết bị nào hết, chỉ là nút Default Device thôi. Và đây là những tùy chỉnh cho debug build mà bạn có thể dùng tùy vào mục đích của mình hiện tại. Bây giờ tôi có thể gắn device thật vào máy và bấm build and run để build xong là file APK sẽ được cài lên thiết bị luôn. Như vậy là ta đã thiết lập xong cho Android. Các bạn có thể thấy là cách làm giống như nhau cho cả hai nền tảng iOS và Android. Chúng ta sẽ dùng cùng những component đó trong scene và dĩ nhiên là vẫn sẽ có những cái riêng của mỗi nền tảng. Và đây là bản so sánh. Bạn có thể thấy là AR Foundation cũng hỗ trợ thiết bị kính AR như là Magic Leap và HoloLens. Nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào AR Kit và AR Core trên iOS và Android. Nhìn vào danh sách tính năng thì ta thấy là khá tương tự. Điểm khác biệt là Object Tracking, nghĩa là theo dấu vật thể. Hiện tại cũng chỉ dùng được trên AR Kit. Và Body Tracking, nghĩa là theo dõi chuyển động cơ thể, Human Segmentation, v.v. Từ kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy sớm muộn gì hai nền tảng cũng sẽ cố gắng đưa ra những tính năng để đối trọng với nhau.